Hình ảnh Đỗ Hùng Dũng trải lá quốc kỳ khổ lớn, rồi đặt lưng xuống, hai tay gối đầu nhìn lên bầu trời đêm Hà Nội với khuôn mặt hạnh phúc, có thể sẽ cho nhiều người một cảm giác thỏa mãn chung chung. Nhưng chỉ có một số mới biết rằng, cái đêm thứ bảy lịch sử ấy, Đỗ Hùng Dũng đã chờ đợi từ rất lâu và dĩ nhiên phải sống trọn trong từng khoảnh khắc. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Quế Ngọc Hải đã chạy đến bên cạnh Đỗ Hùng Dũng và ôm chầm lấy tiền vệ của Hà Nội. Đời cầu thủ chỉ bấy nhiêu thôi là đủ. Với một người từng có kinh nghiệm chinh chiến trên tuyển quốc gia như Hải Quế vẫn không thể kìm nổi cảm xúc, thì có lẽ với Hùng Dũng, một chàng trai hiền lành, ít nói này, quả thật đó là cả một trải nghiệm trong mơ. Nhưng nó đúng là một giấc mơ cháy bỏng của Đỗ Hùng Dũng. Đỗ Hùng Dũng sinh ngày 8 tháng 9 năm 1993 tại huyện Gia Lâm, ngoại ô thành phố Hà Nội, trong một gia đình có bố mẹ làm nghề kinh doanh hàng cơm phở. Vùng ngoại ô có phần sung túc này nhưng cũng khá yên ả, có thể đã góp phần tạo nên một Đỗ Hùng Dũng trầm tính. Tuổi thơ của Đỗ Hùng Dũng là những ngày tháng chơi bời cùng với trái bóng tròn trong khuôn viên trước nhà. Khoảng sân được trám xi măng ấy là nơi mà cậu bé Dũng vẫn thường rủ thêm 2 cho đến 3 người bạn thi đấu xe mài suốt đổ đống gạch xếp chồng lên nhau trước. Bố của Đỗ Hùng Dũng chưa bao giờ ủng hộ con trai của mình theo nghề bóng đá. Duy chỉ có người bà yêu thương cháu vẫn thường động viên và ủng hộ niềm say mê của Dũng từ khi còn nhỏ. Cũng không loại trừ bố mẹ Đỗ Hùng Dũng, hầu như ai cũng sẽ bỏ ngoài tai khi nghe cậu bé nói rằng một ngày nào đấy mình sẽ thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Năm 9 tuổi, Đỗ Hùng Dũng đã dần dần bộc lộ năng khiếu chơi bóng và lần này người mẹ đã đúng khi đứng ra động viên Dũng theo đuổi đam mê. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm khi nhận xét về Đỗ Hùng Dũng đã nói rằng Dũng là một cầu thủ chuyên nghiệp và luôn học hỏi. Dũng không bao giờ hài lòng về bản thân của mình. Anh luôn dành thời gian để tập luyện thêm sau những buổi tập chính và thậm chí Dũng vẫn đều đặn rèn luyện kỹ năng chơi bóng vào những ngày lễ Tết. Về cá nhân mình, Đỗ Hùng Dũng chỉ mong rằng một ngày nào đó tên của mình sẽ được in trên danh sách triệu tập lên tuyển quốc gia để thỏa mãn ước mơ từ bé. 3 năm là một khoảng thời gian dài, đó là khoảng thời gian mà Dũng chỉ biết cố gắng tập luyện và phó thác phần còn lại cho sự may mắn. Đầu năm 2018, khi ở nhà chứng kiến U23 đến Trung Quốc thi đấu, Đỗ Hùng Dũng đã theo dõi sát sao và vỡ òa trong niềm vui sung sướng như tự hào khi đội tuyển lập nên những kỳ tích liên tiếp nhau. Dũng bộc bạch, khi nhìn các bạn chiến thắng trong màu áo của đội tuyển, bản thân mình cũng mong muốn một ngày nào đó cũng chiến đấu trong màu áo đội tuyển, cũng muốn được trải nghiệm và xúc động như các bạn. Trong khoảng thời gian gần 3 năm kể từ khi Đỗ Hùng Dũng thi đấu trong màu áo của Hà Nội FC, danh sách sơ bộ triệu tập lên tuyển quốc gia đều có tên của Đỗ Hùng Dũng. Các chuyên gia cho biết, các quan chức đều biết và cả bản thân Đỗ Hùng Dũng cũng có ý thức được việc này. Nhưng khi có danh sách rút gọn thì Hùng Dũng vẫn phải ở nhà xem đồng đội thi đấu qua TV. Đó là một sự hụt hẫng trong tinh thần, bởi lẽ nó làm cho chàng trai gốc Gia Lâm này nghi ngờ về bản thân của mình và sự bạc đãi của số phận. Nhưng Dũng chưa bao giờ từ bỏ, thay vào đó anh vẫn kiên trì tập luyện và chứng tỏ khả năng của mình tại V-League. Một ngày cận kề tháng 8 năm 2018, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm nói đùa với Đỗ Văn Hậu, Duy Mạnh và Hùng Dũng rằng hai bạn cùng nhau bảo ban cầu thủ trẻ Hùng Dũng nhé. Đó là khoảnh khắc Dũng đoán ra mình được triệu tập cho vòng chung kết ASEAN 2018. Tuy nhiên vì quá run và xúc động, Dũng không dám gọi về nhà để báo cho bố mẹ vì sợ rằng đây không phải là một sự thật. Dũng đã được sống và trải nghiệm những gì mà lứa cầu thủ U23 đã làm tại Thường Châu, Thường Thục hồi đầu năm 2018. Quan trọng hơn, ở một giải đấu tầm châu lục, mục tiêu vượt qua vòng bảng của thầy Park đã hoàn thành xuất sắc hơn một đời khi cả đội dừng chân ở vị trí top 4 châu Á. Vượt mất tấm huy chương đồng tại ASEAN 2018 không phải là một vấn đề với toàn đội, mà ngược lại, nó là cú hích để tập thể hướng tới mục tiêu trọng tâm, vô địch AFF Suzuki Cup 2018. Trong bối cảnh các đội tuyển khu vực Đông Nam Á đã thay đổi tư duy chuyển thuật cộng với xu hướng bổ sung những cầu thủ nhập tịch, Việt Nam hầu như vẫn đề cao tính tự tôn dân tộc và hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của các cầu thủ. Dưới sự lãnh đạo của huấn luyện viên Park Hang-seo, đội hình già trẻ kết hợp đã đem đến thành công to lớn. Trong chiến dịch AFF Suzuki Cup 2018, Việt Nam đã không thua trận nào và tiến vào trận đấu chung kết gặp người Mã. Đức Huy và Huy Hùng
đã tạo lợi thế dẫn trước tại sân khách, nhưng kết quả sớm bị quân Bình, tạo thêm sức nóng cho trận đấu lượt về tại Mỹ Đình. Sân vận động Mỹ Đình được ví như thánh địa của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Và vào ngày thứ Bảy hôm đấy, 19 độ C là không đủ để làm nguội đi phần nào sự cuồng nhiệt của hàng triệu người Việt yêu bóng đá. Quang Hải đã kiến tạo cho Anh Đức ghi bàn thắng duy nhất ở trong trận đấu lượt về, qua đó đưa Việt Nam lên ngôi vô địch khu vực sau 10 năm chờ đợi. Và quả thật, đất Thăng Long có duyên với những con số 10. Suốt giải đấu, Đỗ Hùng Dũng luôn hoàn thành tốt vai trò của một tiền vệ trung tâm, giỏi tấn công lẫn phòng ngự, nên không có gì khó hiểu khi thầy Park tung Hùng Dũng ra ngay từ đầu trong trận đấu chung kết. Khi cả đội nháo nhào đi ăn mừng khắp sân, Đỗ Hùng Dũng lại ăn mừng một cách khác. Hình ảnh Đỗ Hùng Dũng trải lá quốc kỳ khổ lớn rồi đặt lưng xuống, hai tay gối đầu nhìn lên bầu trời đêm Hà Nội với một khuôn mặt hạnh phúc có thể sẽ cho nhiều người một cảm giác thỏa mãn chung chung. Nhưng chỉ có một số mới biết rằng cái đêm thứ Bảy lịch sử ấy, Đỗ Hùng Dũng đã chờ đợi từ rất lâu rồi, và dĩ nhiên anh phải sống trọn trong từng khoảnh khắc.